cái máy xúc gì kia, nó làm cái trò gì kia. Ôi ơi. Chết rồi, mình nó rút mình ở đâu thế này, sao chỗ này lạ lùng thế này, kinh thế này. Ôi giời ơi, hoang vu quá. Có cách nào không nhỉ? À, phải gọi điện trung tâm Paris thôi. Ngon không anh? Bụi bánh nhá, bụi bánh ơi, bụi bánh của em ơi, không thể ăn nữa. Ngọt ngào hương thơm như tình yêu của đời ta. Im lặng đan mài ươm đầy. Ôi cái gì đây, cái gì đây, tiền nào. Chết rồi anh ơi, làm sao? Anh em trúng đầu cái tên kia rồi. Cái tên nào mà mặt em thù lùi em ơi. Mình không nói thì nó không biết được đâu. Đi bình thường, đi bình thường, đi nhà này giả vờ không không có chuyện gì xảy ra. Ba biết rồi. Bước vào đây, nghe tao hỏi đây. Kẻ nào vừa ném xoài vào đầu ta? Ôi em ơi, tình hình biến căng rồi. Vừa xong là ai ai ném xoài nói nhỉ? Là anh chứ còn ai nữa. Là anh thật à? Trời ơi. Rồi anh đi trước. Ôi em ơi đừng. Ôi chết rồi em ơi. À, Tân Paris, chính ngươi. Ngươi đã ném quả xoài vào đầu ta. Ai ơi, cứu anh ơi. Em cầm cái xô ném vào đầu nó đi. Vâng. Tân Paris, ngươi có một tên đệ tử hèn quá. Ôi người, xin lỗi. Nhưng mà tên là tên nào vậy anh? Ôi em ơi, mình gặp phải đối thủ thật sự rồi. Đây chính là tên Hết San. Tên Hết San này nhá, nó là một dạng như là không phải là người thật đâu, không phải là thực thể đâu. Nó là một đám khói đen, không ai có thể sờ vào được, chạm vào được nhá. Tên Hết San này nó đen thùi lùi này, nhất định là San xấu rồi. Không còn gì phải bàn cãi nữa cả. Hết San chính là một San xấu em ạ. Tên Hết San này luôn luôn nuôi dưỡng trong mình một sự hận thù anh em ạ. Và hắn có thể lan tỏa cái sự hận thù đến đấy đến một người khác bằng cách là điều khiển tâm trí của họ. À, Tân Paris, ngươi cũng hiểu về các loại San đấy, hiểu về Hết San ta đấy. Ngày hôm nay ta sẽ cho các ngươi nếm đòn Hết San ta đây. Anh điên lắm rồi, anh điên lắm rồi. Điên lắm rồi. Em điên à? Vâng. Em lên đi. Em lên đi. Không, anh lên chứ. Thử bây giờ nhá, không thể nào chịu lên nhá. Anh có một cuộc thi nhá. À? Bây giờ anh với mày, thằng nào độ bụng, thằng nào bụng to thằng ấy lên. Xem nào, xem ai thua. Quái, bình thường bụng mày to lắm cơ mà sao hôm nay bé thế nhở? Ôi, hít bụng và tí chết. À, tên Tân Paris này, người dám cử một tên béo ra đối ta. À, tên Hết San này, nhìn cái bắp của ta chưa? Không là lạ chứ. Chưa, tiến bụi của ta đi. Đâu mất rồi nhỉ? Lẽ nào hắn là một làn khói thật? Ta ở đây cơ mà, rồi thì vào đây. Người ta bảo rồi không nghe anh. Các bạn ơi, vừa xong các bạn nhìn thấy đấy là tên Hết San này, người hắn như một làn khói luôn. Hắn có là không ai có thể chạm vào luôn. Tức là muốn đánh đòn hắn vật lý ấy, muốn tấn công hắn bằng đòn vật lý thì không bao giờ thắng được. Nhưng mà tên Hết San này thì vẫn bị đánh bại bởi những cái đòn gọi là đòn ma thuật nha, đòn hóa học. Bực mình chết nhỉ. Tân Paris à?
Tôi lên lê đây. Tôi nói cho ông biết này này, có một con quỷ gì ấy, cái đầu của nó có một cái xúc máy xúc khổng lồ. Nó vừa bắt tôi vào đâu ấy, không gian này lạ lùng lắm. Ông tìm cách nào đó ông giải cứu tôi nhá. Trời ơi, quỷ đầu máy xúc nó bắt cậu á? Thôi được rồi, để tôi không đánh nhau hết sát nữa. Thôi tỉnh đi. Nhìn tên tất tất đi, anh đoàn trông rất là vui mắt luôn. Ôi trời ơi, ông hết sát ơi, tôi bảo ông này, tôi không đùa đấy đâu nhá. Bây giờ nhá, tôi bảo này, gần đây đang xuất hiện một tên quỷ gọi là quỷ đầu máy xúc đấy. Cậu có đi chiến đấu với nó cùng tôi không? Có thật là con quỷ đấy nó tồn tại không? Có quỷ đầu máy xúc luôn. Mà nó bảo là cậu còn vớ vẩn, cậu không thắng được nó bảo vậy. Chết thật rồi, cái con quỷ này hỗn láo mất rồi. Đi về cho chặt tập đi, tập hợp. Hết sàn đâu, vào đây. Anh ơi, em vẫn tức cái tên hết sàn này lắm nhá. Cái tên béo này, mày có muốn ta cho ăn một trận đòn nữa không? Thôi, anh em hòa giải, chuẩn bị phải chiến đấu với tên quỷ đầu máy xúc rồi, không được đánh nhau. Nể tần ta tạ tha cho người đấy. Em mới tập trung vào chuyên môn. Đây anh em ơi, mình sẽ nói cho anh em hiểu thế nào về là tên quỷ đầu máy xúc nhá. Đây anh em nhìn hình ảnh này. Đấy, đây chính là hình ảnh của tên quỷ đầu máy xúc này. Đấy, nó là một dạng biến thể của con quỷ đầu loa nhá. Nhưng mà cái bộ trung tâm đầu não của nó chính là cái máy xúc này nhá. Đầu của nó chính là một chiếc máy xúc khổng lồ. Nó là gọi là vua của tất cả phương tiện xây dựng trên thế giới này. Em hiểu chưa? Bị anh Tân Barry ơi, để mà nói cái máy xúc nhá, em đẩy nó còn đổ, anh nhìn cơ bắp em chưa? Anh biết là em cơ bắp rồi, nhưng đây không phải là một chiếc máy xúc bình thường. Em hiểu, nó là vua của tất cả các loại máy xúc, tất cả các loại phương tiện xây dựng. Em hiểu chưa? Về mặt chiều cao nhá, con quỷ này cao tới tận 50m. 50m, em nhìn tận nề, ngước mắt là không tới. Thứ hai nữa là cái cánh tay đòn, cái phần cái cánh xúc của nó ấy, hiểu chưa? Nó vật cao đến 1 cm. À, Tân Buddy, nếu mà là một cái máy xúc bình thường thì càng tốt chứ làm sao? Bình thường thì con người không thể đập núi được này. Đấy, rồi không thể vận chuyển xúc đất, xúc cát được. Thì để máy xúc nó làm. Giời ơi, đây không phải là cái máy xúc mà là nó là cái con quỷ đầu máy xúc, cậu hiểu chưa? Nhá, núi đá đang đẹp, nhá, nó phá ngang thì chặn cái đường đi. Đấy, nhá, nhà đang xây, nó phá đổ đi, hiểu chưa? Nó còn tấn công cái con người ấy. Mình lăn rồi. Thế bây giờ để em đây nó phá tan nó được không? Đây là anh. Em bình tĩnh, em bảo này, tất cả phải có chiến lược, đánh con này phải có chiến lược anh em ạ. Tên quỷ đầu máy xúc này nhá, em phải hiểu nó là một bộ máy kinh khủng luôn. Công suất trong đầu nó ấy nhá là 1,5 triệu mã lực, em hiểu chưa? 1,5 triệu mã lực. Triệu mã lực do Hyundai sản xuất. Bây giờ nhá, em hiểu nhá. Em làm sao nghiên cứu con quỷ ấy nhá, em tấn công cho anh vùng thấp, vùng dưới chân này xuống này nhá. Để quần hết sàn, cậu nghiên cứu làm sao đánh nó, tấn công nó ở vùng trên đầu nhá. Tôi không nghĩ ông hết sàn làm được đâu. Cố gắng lên em, hết sàn cố lên nhá. Anh em ơi, như anh em đã biết ấy, thì là cái bộ máy của tên quỷ đầu máy xúc này, nó chính là kiểu như là một cái công motor công suất lớn của hãng Hyundai ấy. Bây giờ nhá, mình sẽ gọi điện cho hãng Hyundai để mình mua lại bản quyền anh em ạ. Mình thiếu ít tiền. Arang Seo, Harry Quân, Trấn Thành, Đen Vũ, nói nhiều. Ông Tây à? Ông bán cho tôi lại bản quyền của cái quỷ đầu máy xúc nhá. Bao tiền tôi không trả? Cái gì? Có triệu đô á? Rẻ? Tên quỷ đầu máy xúc này nhá. Nếu ta mà gặp người ở ngoài đời thật nhá, ta sẽ nấp vào những viên đá nhỏ xong đâm vào người một cái. Không được. Nó có cái cần, nếu đâu nó quặt nó một cái thì vỡ tan. Người đang bò này á, ta béo như này ta đẩy một cái là người vỡ tan. Có đi giao cho mình đấu tên quỷ này từ trên đầu à? Được rồi, riêng cái phần máy xúc đấy nhá thì đơn giản, anh em biết rồi đấy nhá. Hết san ta đây không sợ sức mạnh vật lý nhá, hắn có lấy cái cần máy xúc quật đập vụt, thậm chí nhá cho hàng nghìn tấn đá đè lên nhá, hết san ta không sao cả, ta chỉ làm một làn khói thôi mà. À mà còn nữa nhé, nếu mà cần nhá, nhìn thấy trí tuệ đây này, đẳng cấp nhá, hết san ta đây sẽ điều khiển trí tuệ của tên quỷ đầu máy xúc này nhá, ta sẽ sai khiến ngươi. Anh em đâu? Trời ơi, cậu ông Dung thế này, cậu không sợ nữa à? Bao lâu tôi mới sợ? Sợ rồi. Ủa em ơi, tình hình là tên quỷ đang nhả ra nhiều đất đá quá, làm thế nào bây giờ? Anh để em lên trước em xem hết đất đá cho. Ui giời ơi, em ơi, từng tảng một to đùng thế này, anh em mình không đấu lại đâu. Hết sàn. Cậu không sợ sức mạnh vật lý đúng không? Tôi không sợ. Lên chiến đấu đi. Được rồi, để tôi lên.
đưa cái cưa đây. Tên quỷ đầu máy xúc kia, người chưa nghe tên hết Santa, giỏi thì chiến nhau đi. Nhà tiếp đi, vô tư đi. Ôi em, ơi, ơi, nhiều đất đá của em ơi, to quanh ngay. Tình hình là 36 phương án chuột. Ta đã bảo mà, ta chỉ là một làn khói thôi, không thể tấn công vật lý ta được đâu. Hình như hết đất đá rồi, hết sao rồi. Anh nhỉ? Anh thấy nó hết không nhả ra nữa rồi em ạ. Thì để em lên trước nhá. Ôi Hiếu, Hiếu ơi, đưa đây, cầm cái cưa chắc lắm được cái gì. Đưa đây, giả đây. Quỷ viện nhấn trưởng cưa của ta đây. Anh ơi, cái cẩu nó cứng lắm, em không chém được. Buddy, tôi đã bảo rồi mà, cái tên béo này vô dụng lắm. Tự nhiên lấy cái đao của tôi. Đấy, thế bây giờ phải nhờ đến cậu đây này. Cậu có sức mạnh thôi miên đúng không? Đúng rồi. Cậu lên thôi miên tên quỷ này đi xem nào. Được rồi, để tôi thử xem. Tên quỷ kia, hôm nay nhá, ta sẽ thôi miên ngươi. Alala Mantara Thánh Mohamed Salah đã lân chấn toàn đen vô rồi cả sân tầng NGP. Thôi miên. Anh làm cái gì thế này? Ôi tên Buddy ơi, tôi không thôi miên được nó đâu, nó bị điên khùng khùng thế nào hay đâu mà tấn công mạnh hơn. Ôi, đến cái bài thôi miên mà cũng không được, không ổn rồi. Anh em lại có điện thoại. À, ông Tây bên Hyundai em gọi này. Alo, ông Tây à? Cái gì? Ông bảo ông gửi cái điều khiển cho tôi rồi á? Điều khiển đâu nhỉ? Anh Tân ơi. Của ông Tây, ông nào mới gửi điều khiển cho anh ấy này? Đây, ông đi điều khiển đây. Em điều khiển thử đấy, điều khiển thử. Sao em không biết dùng đâu? Anh học mười mấy năm mới dùng được điều khiển này đấy, để anh. Trời ơi, làm thế nào bây giờ, khó khăn quá. Hết sàn, tôi có cách rồi. Cậu đi ra đi. Đấy rồi, bây giờ điều khiển thử này anh em này. Thu nhỏ lại. Tu nhỏ rồi này. À cái gì nhỉ? To ra. To rồi. À bây giờ làm gì đây? Cái gì nhỉ? Ngã ra. Ôi, nó ngã là đúng rồi. Ôi, các bạn ơi, hóa ra là mình đã biết điều khiển tên quỷ này rồi, làm theo ý mình rồi. Bây giờ nha, mình sẽ bắt tên quỷ này á, thả Linh Lê ra. Tên quỷ kia, thả Linh Lê. Được rồi, tên Pony ơi, tôi sẽ thả ông Linh Lê ra. Tôi biết lỗi của tôi rồi, tôi trả lại ông Linh Lê đây. Ôi, thoát rồi các bạn ơi, chắc chắn là tân Paris đã cứu mình rồi. Ôi, may quá. Anh em ơi, mình vừa mới làm chủ được con quỷ đầu máy xúc rồi anh em ạ. Riêng con quỷ đầu máy xúc này nha, mình sẽ không đuổi nó đi, bởi vì là mình đã mua được cái bản quyền ấy, tên quỷ đầu máy xúc này rồi. Mình có thể sai hắn làm được rất nhiều việc tốt, ví dụ như là phá nhà phá cửa khi mà mình cần đập những nhà cũ đi xây nhà mới này, rồi núi đá núi điếc này, ví dụ mình cần phá thế nào đi ấy là mình sẽ phá đi đấy. Rất nhiều việc tốt luôn anh em ạ. Anh em xem video này đừng quên là ủng hộ mình bằng cách là like video nhá, like video và đăng ký kênh Tân Paris đi. Thế anh bảo này, bảo anh em này là anh em thích san nào này, rồi thích quỷ nào này nhớ comment dưới video nhá, mình sẽ làm tất cho anh ai ơi. Mình nhớ chưa? Cảm ơn anh em xem video nhá, đừng quên like share đăng ký kênh Tân Paris nhá. Bây giờ thì bye bye. Hiếu anh bảo này, Hiếu anh bảo hết san đâu nhỉ? Hết san đâu? Cái gì nữa rồi? Hết san đâu rồi nhỉ?